sự kiện rất là có ý nghĩa, và đặc biệt là tại sao mà Jenny với Alan muốn tới đây là lý do là rất là yêu đạo diễn Thanh Quỳnh. Ảnh qua Mỹ, ảnh mời Jenny với Alan đến đây để tham dự. Mình cũng không biết là cái tính chất của cái cuộc cái biểu diễn là như thế nào nữa, nhưng mà mình nghe nói là giúp các em sinh viên Việt Nam cho có những cái tài năng mới là mình rất là yêu thích, là bởi vì cái chớp của Jenny với Alan ở Hollywood là làm phim cho các đài Mỹ lớn nhất thế giới, đó là đài Jenny hiện tại đang làm cho đài NBC và đài HBO, và chuẩn bị cho ra cái phim rất là lớn toàn thế giới, đó là phim Sympathizer. Còn những cái phim mà tập mà Jenny đã làm cho đài NBC thì nó cũng là những một trong những cái phim hàng đầu của thế giới. Cho nên là Jenny với Alan rất là hy vọng rằng ngày hôm nay có thể tìm được một số, tại vì Jenny cũng có chịu trách nhiệm tuyển diễn viên nữa. Cho nên là hy vọng là có thể tìm được một số diễn viên trong số các em ở đây, và rất là cảm động là các em là rất là có tài năng, mà Jenny và Alan nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ giúp cho các em ở tại Việt Nam phát triển qua Hollywood để mà đóng phim. Nhưng mà trước tiên là khuyến khích các em học tiếng Anh. Hy vọng các em được lên phim nha. Thank you Jenny. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn nha.